Anh sẽ chỉ cho em con đường đó. Và con đường đó chắc chắn không bằng phẳng, thậm chí có nhiều chông gai nữa. Hoàn toàn chính xác. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng để cho em đi đâu. Tất cả đều phải có cái giá của nó. Vậy thì anh nói em nghe đi, công việc chủ yếu của anh là gì mà khiến anh giàu có như vậy? Có gan thì sẽ làm giàu. Em có cái lá gan đó không? Chẳng lẽ anh buôn ma túy? Nói tóm lại, nếu như em chịu theo anh thì anh hứa tất cả những gì em muốn sẽ nằm trong tầm tay của em. Ông ta không trả lời câu hỏi của mình. Anh mua bán ma túy, im lặng là sự đồng ý một nửa. Chắc chắn Kazili là một ông trùm. Ma túy. Nếu xác định dấn thân vào con đường này là tự mang án tử. Nhưng đây là con đường ngắn nhất để cho mình có được sự quyền lực và giàu sang. Mình phải suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng thì mình cũng đã thành công. Kazili mê mình như điếu đổ. Mọi thứ đến nhanh và bất ngờ như vậy. Chỉ cần nắm được con ách chủ bài này, mình sẽ dưới một người mà trên trăm người. Để coi đám con Mỹ Kỳ và Trần Nam còn dám coi thường mình nữa không? Nếu gan mình đủ lớn, mình sẽ làm giàu. Mình sẽ lấy lại quyền lực từ đây. Mình đã trắng. Muốn làm lại từ đầu không dễ. Kazili là lựa chọn duy nhất của mình. Và từ đây anh bên em mãi, cho dẫu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay anh để đón anh nâng từ